Chào mọi người nha. Chúng ta lên đi. Đường sạt lở hết rồi các bạn ạ. Nên bà con trong bản Nọng Béo đi sượn đường, không sửa thì không được đường đi rồi. Bà con phải đi sửa cái đoạn sạt đi rồi. Có cái đường đi duy nhất, không sửa thì không được đi. Sửa thì đường này hay sạt. Bà con ngày nào cũng đi sửa đường. Trên miền núi tuy là khổ nhưng mà bà con rất là nhiệt tình. Kêu gọi bà con một phát là bà con đi luôn. Đồ mà bà con đang sửa này thì bà con tự thuê máy xúc đào nhá, nên là phải lúc nào sạc hay là bị gì thì bà con lại tiếp tục đi sửa thôi. Bà con đi khiêng cái sắt cái đấy để vác qua cái đoạn sạc kia, không thì không có đất để đào đi thì bà con phải cố gắng thôi. Anh em trong bản mọi người nghỉ nhé, khiêng cái này 5 phép. Đi xuống dốc rồi mệt, mình đi chậm thì cũng được, mình đi nhanh thì đường nó trơn trượt. Bà con rất là mệt rồi, thấm mệt rồi, phải nghỉ một tí mới đi tiếp. Vậy chuẩn bị đi tiếp đây anh em ạ. Cái sân này đi làm cái cầu nhá. Rất là vui nha. Đây là vui làm nhưng mà anh em tập trung rất là vui. Mọi người lại dèm chuẩn bị tiếp đây. Cái này nhìn như thế này thôi nhưng mà sắc bà con đấy chú mà sạch rồi nhá. Bà con đang đến
Đây, nhìn đây. Nhìn mờ hơi đần đầy kìa. Mệt giá rời luôn. Cố gắng trong mọi hoàn cảnh thôi. Mọi người đang... Cái đá này vướng cái cầu thì mọi người đang cố gắng để lái cái hòn đá này xuống dưới để cho bắt được cái cầu sắt kia qua. Nó chung lúc bao nhiêu cơ? Người rất là tập trung. Chọc quay máy quay cho. Thì cũng được. Phải hợp sức với nhau mình đại được cái đá. Giờ lo té chui rồi tớ. Xin bây giờ mọi người xem sang bên kia rồi nhé. Bác qua nhìn thế này thôi nhưng mà cái đoạn kia là toàn là đá không đồng. Bây giờ chuẩn bị đưa gỗ về làm cầu. Ah.
đổ cái chân. Cái chân để được mới lên được cái cầu. Đây bà con tự đi mua xi về đội nhé. Cái này gần xong rồi. Cái này cho mình đi sợ bệnh trưởng. Nên lúc này được rồi thì có xe đi rồi nha. Con đường duy nhất thôi thì đang sửa, nhưng mà có rất nhiều xe qua lại thì bà con giúp khiêng xe qua đoạn này xong rồi nha. Thì bà con chuẩn bị đi niệm danh đây. Bây giờ thì bà con đang niệm danh thành quả của bà con đây nhá. Xong là bà con đi về đây. Các bạn trên kênh của mình nhớ đăng ký kênh và share like cho mình để mình có động lực làm video cho các bạn xem nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nha. Bye bye.